Xin chào quý anh chị, thì hôm nay em Lân đang có mặt ở ngay hẻm con ở hẻm 51 đường Tề Tĩnh đó, thuộc phường Lộc Thọ thành phố Nha Trang. Thì hôm nay có một anh chủ gửi cho em Lân một cái khách sạn, bán một cái khách sạn mini ở tại hẻm Tề Tĩnh này nha quý anh chị. Và bây giờ em Lân sẽ quay lại camera sau để gửi đến quý anh chị thấy rõ hơn về cái khung cảnh xung quanh ở cái hẻm đường Tề Tĩnh này nha. Đó, như thầy thấy nè, đó có ô tô đi qua nè. Thì đây là cái hẻm 51 và đang là số mới là 51 đường Tề Tĩnh nha quý anh chị, còn mà số cũ là 78. Thì anh chị cu nhìn qua bên tay trái đó, ngay vào cái cổng tổ phố đó, như theo cái xe trắng vừa ra đó, thì anh chị thấy hai cái hẻm này là hai ô tô né nhau thoải mái luôn. Và anh chị cu đi trái là tới bệnh viện quân y 87, anh chị cu phải là ra tới biển khoảng tầm 100m nha quý anh chị, nó chưa tới 100m đâu, khoảng tầm 70m thôi. Thì xung quanh này đều có nhà cao tầng đó, nhà ở apartment cho thuê rất là nhiều, nó khách sạn mini rất là nhiều. Thì khu vực Tề Tĩnh đây nè, nó là một khu vực thành phố khu phố Tây của trung tâm thành phố Nha Trang đó, là tập trung rất là nhiều khách du lịch ở đây. Phía xa là Dendrogon hẻm 86 Trần Phú đó, đây là con cái hẻm 78 số cũ và hẻm số mới là 51 nha quý anh chị. Thì đây, từ cái vị trí này nè, từ cái vị trí này anh chị mà đi thẳng ra tới ngoài đường đó, đi ra tới đường đầu đường Tề Tĩnh khoảng tầm cỡ 50m thôi đó, 50m thôi. Thì hôm nay em Lân sẽ gửi đến quý anh chị cái sản phẩm khách sạn mini đó, khi là anh chị mua về là anh chị có thể kinh doanh được liền luôn nha. Thì đây đó, anh chị đi vào cách khoảng 700m là anh chị thấy cái nhà này nè, cái nhà này là giống như là nhà công vụ, nhà tập trung của tổ dân phố của cái hẻm này vậy đó. Đó, thì anh chị nhìn sát bên có một cái hẻm cu phải ha, từ cái họ hẻm vào anh chị cu phải anh chị thấy một cái hẻm nữa, đó là hẻm này hẻm hai ô tô luôn nè. Đó, thì khách sạn mà gia chủ muốn bán đây là khách sạn hoa giấy nha quý anh chị, có tên là hoa giấy đó. Đây, thì đây hiện tại là công năng của cái khách sạn mini này là có hai tầng, một tầng trên nữa, nhưng mà mình tính luôn thành ba đi, ở dưới đây có một tầng trệt nữa. Thì hiện tại công năng của cái khách sạn mini này á là gồm có 14 phòng hiện tại đang cho thuê đó, và cái giá là từ tầm 150.000 cho đến 250.000 phòng đơn và phòng đôi nha quý anh chị. Hiện trạng của nó là ngang 3m4 nè, ngang 3m4. Thì cái nhà này trên sổ thì hiện tại nó bị tấp hậu ở phía sau á là còn 2m5 thôi đó. Thì em nói tất cả cái nhược điểm và ưu điểm của căn nhà này, tại vì căn nhà này được lợi thế là nó nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang đó, nên là anh chị mua về và sửa sang lại một tí xíu là anh chị sẽ kinh doanh được dòng tiền. Tại vì căn nhà này nó tuy nó nhỏ nhưng mà có rất là nhiều phòng, tầm 14 phòng ha quý anh chị ha. Đó, những cái phòng đơn và phòng đôi đều ổn định hết. Đây là mình sử dụng bằng thang bộ đi lên ha quý anh chị. Đó, thang bộ đi lên. Vì phía trên tầng 3 thì để dành cho khu vực phơi đồ. Để giờ em Lân đi lên trên quay cho anh chị xem nha. Thì nó hơi tối, không sao. Đó, thì ở khu vực này á, anh chị kinh doanh dòng tiền thì sắp tới khách du lịch mà đã đông rồi á, thì anh chị kinh doanh dòng tiền cực kỳ tốt luôn. Đó, thì hiện tại là mỗi tầng gồm có hai phòng trước và hai phòng sau, ở dưới là có 3 phòng nữa. Giờ em Lân đi lên tầng 2. Có khách không? Đây, em Lân đi lên tầng 2 này. Đấy, ở đây cũng như thế, cũng có hai phòng đó, hai phòng trước và hai phòng sau ha quý anh chị ha. Bây giờ em Lân lên tầng 3 là khu vực sân phơi. Đó, khu vực sân phơi này. Ở đây thì anh chị có thể nâng cấp lên được, vẫn được nha quý anh chị. Đó, ở đây có thể anh chị có thể xin và nâng cấp lên. Ở trên đây cũng có thêm một phòng nữa nè, hai phòng trước nữa nè. Đó, anh chị ở đây thì sẽ sử dụng được cái sân phơi ngoài này, nếu mà anh chị ở đây sử dụng được sân phơi. Nhưng mà đó, anh chị ở đây có thể ngắm được nè. Đấy, ngắm được toàn cảnh đó, thấy anh chị thấy không ạ, đẹp đúng không ạ. Hướng này là hướng tây tây bắc nha quý anh chị. Đó, tây bắc, hướng chính của cửa là tây bắc, phía sau đây là long nam, cực kỳ mát luôn, đó là hướng của biển luôn nha quý anh chị. Đó, thì anh chị nào quan tâm tới cái sản phẩm này liên hệ trực tiếp em Lân nha, em Lân cứ ghim số điện thoại ở trên màn hình đó, phía sau có toilet này đó, em Lân cứ ghim số điện thoại trên màn hình thì anh chị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đó luôn, hoặc là anh chị kết bạn Zalo với em Lân thì em Lân sẽ gửi sổ sách thông tin của cái khách sạn này cho quý anh chị nha.
Thì hiện tại gia chủ đang muốn bán cái khách sạn này là 15 tỷ. Đó. 15 tỷ là có thương lượng nha quý anh chị. Đó, có thương lượng. Thì ở cuối video là em Lân xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết đoạn video của em Lân. Thì anh chị nào đã xem video của em Lân rồi thì cho em Lân xin một lượt like, một lượt subscribe để theo dõi em Lân ra những video sau và quay review nhiều cái sản phẩm tốt, giá tốt gửi đến cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.